Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2023, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành kết hợp cùng với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết tại ấp Hiệp Phước xã Hòa Thành. Dự lễ trao nhà có ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy, bà Lê Thị Vân, nguyên Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà được trao cho hộ gia đình ông Lý Na, sinh năm 1989, dân tộc Khmer, ngụ ấp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh, thuộc diện hộ khó khăn về nhà ở của địa phương. Căn nhà có diện tích 40 m2 nên lót gạch men trị giá 80 triệu đồng. Kinh phí xây dựng do đoàn cơ sở công an huyện Châu Thành vận động chi hội thiện nhân thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã trao tặng giấy khen cho chi hội thiện nhân thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân ông Nguyễn Văn Cựu, Mạnh Thường Quân tại thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích đóng góp kinh phí để xây nhà đại đoàn kết cho hộ ông Lý Na, ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành.